sẽ gửi đến cho mọi người bài tập mông và đùi. Cái tiêu chí của mình lúc nào cũng phải bài tập thật đơn giản và có thể áp dụng mọi nơi mọi lúc. Mọi người tập càng dễ thì càng dễ áp dụng và càng hiệu quả ha. Rồi động tác thứ nhất các bạn sẽ squat. Phần squat này sẽ vào phần đùi sau, mông sau ha. Rồi hai chân đứng đập bằng hơn vai chút xíu. Nhớ khi squat các bạn nhớ cái gối không chú về phía trước nha. Cái tư thế ngồi cái lưng hơi cong một chút xíu. Rồi tay nặng khi xuống thở ra. Một lên hai, hai hai hóc cũng là ba hai tiếp bốn đẩy mông ra hai năm hai sáu hai bảy hai cứ thư như thế làm cho mình 20 lần và chia làm 3 set mỗi set 20 lần các bạn là các bạn tập được 60 lần rồi. Chân trước và chân sau nhấc gót chân sau lên và khi các bạn xuống nè chân này vuông góc với mặt sàn và đầu gối cũng vuông góc không chú gối về phía trước nha. Rồi khi xuống thở lên hít bắt đầu đi một đi hai đi ba cứ thế các bạn làm mỗi bên 20 nhịp sau đó đổ ngược lại bên kia và các bạn cũng làm cho mình 3 set. Rồi, động tác thứ 3. Chân trước và chân sau, gối hơi chuối về phía trước nè. Trụ chắc phần chân này, hai tay co. Rồi các bạn hóp chặt bụng rãi rút gối. Một, đặt thẳng ra. Hai, đặt thẳng ra. Ba, tiếp. Bốn, tiếp. Năm, tiếp. Sáu, cái này mỗi lần mỗi bên 15 nhịp thôi, làm cho mình 3 set. Rồi, bài tập kết thúc. Cảm ơn mọi người.
thấy video hôm nay của Blog New như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.